Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chặt gà một con, bày cả đĩa cho nó đẹp và cực kỳ đơn giản nhé. Hôm nay mình có một con gà cúng như này. Mình bỏ cánh tiên và cúng xong như này, gà rất là ngon, vàng màu và đẹp. Gà này trước khi luộc thì mình đã làm sạch rồi, bó đẹp như này rồi, và khi luộc xong ấy thì mình phết một ít dầu nghệ vào ấy, nên màu nó rất là đẹp. Và khi thắp hương xong ấy thì gà nó khô ráo như này rồi, mình chặt thì nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết các khớp này, cổ, cánh này, cắt theo khớp như vậy thì nó dễ chặt đấy, mà nó không mất nhiều sức khi mà mình chặt gà ấy. Đấy, bỏ hết các khớp như vậy, cắt theo khớp như vậy, chân, cổ, cánh. Đấy, chúng ta cắt theo khớp như vậy nhé. Và gà mà để ráo nước như vậy rồi thì chặt cực kỳ dễ luôn, mà nó không hề bị lát ấy. Các bạn này cứ chặt theo vừa miếng ăn của nhà mình nhé. Hôm nay bày một con một đĩa, cho nên mình sẽ bày bằng đĩa tròn hoặc là đĩa bầu dục to nhé. Đấy, chúng ta sẽ để cái cổ và ở phía dưới cùng, sau đó cái đầu thì chúng ta để mép ria ở cái đĩa nhé. Những cái phần thịt gà nó nhiều xương sẩu thì mình sẽ để ở dưới đĩa để mình phủ những cái phần thịt gà nạc lên trên. Đấy, còn để cách chặt gà ấy, thì chúng ta cứ khía theo cái khớp của nó thì nó rất là dễ khía như vậy và dễ chặt. Có mỗi cái bụng này nó khó chặt một chút thì chúng ta sẽ chặt dứt khoát tay mạnh xuống. Đấy, thì mình sẽ được cái ức ức cái phần ức ở bụng ấy, ức ức gà ấy, lườn gà ấy. Cái phần đấy mình sẽ úp để mình bày con gà này gà trứng rất là ngon luôn, chặt thịt chắc thịt. Và nhớ là chúng ta bỏ cả cái pha câu của nó đi, cái phần tỳ, người ta gọi là phần tỳ ạ, và chặt cái sống lưng này ra, để sau mình sẽ bày sang hai cái ria của cái đĩa nhé. Và các bạn chặt thành miếng vừa ăn tầm 4 3 đến 4 cm như vậy thôi. Không chặt bé quá thì nó sẽ bị lát ấy. Thường thường thì nhà mình sẽ chặt 3 cm. Như vậy. Đấy, và mình sẽ để nguyên cái phần chặt đấy, mình sẽ đặt vào đĩa. Những cái phần này nó ít ra thì mình sẽ đặt dưới cùng. Như vậy. Cách chặt gà thì vô cùng đơn giản thôi. Hầu như mọi người mà nó hay nấu ăn thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà nhiều khi thì mình chia sẻ như này để cho những người mà chưa nấu bao giờ ấy, chưa phải chặt gà bao giờ thì các bạn có thể tham khảo. Còn những đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên bày cỗ ấy, thì mọi người sẽ có cách chặt đẹp hơn, nhanh hơn. Còn đây là mình chặt trong gia đình thì mình chặt như thế này, đảm bảo nhìn nó vẫn đẹp mà ăn nó không hề bị nát nhé. Nhớ là chúng ta chặt dứt khoát nhé, để một lần chặt thôi nó đứt luôn miếng thịt thì nó sẽ không bị lát cái phần thịt của chúng ta nhé. Đấy. Còn tay bạn nào yếu thì chúng ta sẽ chặt, sau đó chúng ta giữ cái tay chúng ta ấn thêm một lần nữa là được, hoặc là chúng ta có thể dùng cái kéo chúng ta cắt như này là được nhé, cắt theo cái phần khúc chặt này như mình như là được. Đấy, các bạn thấy không, cái phần nó ít ít thịt thì à, ít da ấy, thì là mình sẽ bày hết ở dưới là phần xương đấy. Cái phần ức đây mình cũng chặt để mình úp lên cái phần mà không có da ấy, ở phần cổ ấy. Đây, mình sẽ úp luôn lên cái phần đấy thì chúng ta sẽ giấu được hết những cái phần xương sầu đi, và cái đĩa gà của chúng ta nhìn nó rất là đẹp luôn, nó sẽ không còn xương nữa mà nhìn nó toàn là da, nó rất là lành lặn đấy, đĩa thịt gà ấy. Tiếp tục cái đùi cũng vậy, chúng ta cứ chặt như vậy thôi. Khi mà lóc được ra thành từng cái phần rồi thì mình chặt rất là dễ thôi. Bây giờ mình úp cái đùi nó lên nữa là được, úp nó lên phần ria của nó là được. Đây các bạn, đấy, úp lên như vậy. Thế là mình sẽ che được hết những cái phần không có da. Đấy, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp luôn. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy toàn là phần da gà hiện lên trên con gà, bày luôn được cả đĩa như vậy. Cánh vậy, cánh thì chúng ta sẽ xếp ở hai bên ria như vậy, rồi xếp một cái ở đầu để cho nó nhìn nguyên vẹn ấy. Vẫn còn cánh, còn đầu, còn chân. Úp nó lên như vậy, hai bên để che hết được cả phần thịt mà không có
ra nhé. Cách chặt gà này thì đơn giản lắm, các bạn có thể tham khảo ấy. Còn nhiều bạn thì có những cách chặt gà đẹp hơn ấy, nhưng mà cách này thì mình thấy nó phổ biến mà nhìn nó cũng rất là đẹp ấy. Các bạn có thể tham khảo theo cách này nhé, rắc thêm một chút lá chanh, cho thêm một bông hoa cà rốt hay vài cái lá lên cũng được nhé, lá chanh lên cũng được nhé. Còn như này là mình đã làm xong rồi đấy ạ.